bây giờ em sẽ vào cái 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 chuyên đề để cho anh em à, chơi và cảm nhận cũng như là phân bố cái lực cho con chim đánh à, cái thời gian chim thi ra sao à, kính thưa tất cả anh em ở đây à, 500 anh em à, rất nhiều anh em à, bị cái tình trạng này và đại đa số là con chim nó không có độ định đánh không được căng à, rồi chim đánh phập phủ rất là nhiều đấy có con chim là bữa được bữa trăng hôm nay đánh căng rồi ngày mai đánh yếu rất nhiều tình trạng nhiều thì à, em muốn nói về vấn này trước tiên thì em sẽ chia sẻ về cái cái thời gian dược dãi à, của bộ con chim cà phê trước nhá đó là con chim đấu giàn cà phê và con chim đi thi đấy và thì con chim đấu giàn cà phê đã nói tới cà phê thì anh em lại không quan trọng về cái thời gian đấu của con chim anh em rảnh được bao nhiêu thời gian à, uống đủ ly cà phê anh em về đấy là cái tùy anh em và tùy thời gian chơi của anh em vì thì thông thường Và cái 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 quy trình tốt nhất cho một con chim chơi cà phê đánh nhảy cà phê đặc biệt là những con mộc những con buổi lỡ những con chim đang trong tình trạng à, mình gọt rũa để đi thi thì thông thường đó là một tuần anh em cho dợt một lần anh em ạ à, đó là thông thường nhá, thông thường là anh em cứ một tuần anh em cho giật một lần và tuyệt đối một điều đó là gì, không nên cho con chim chơi thời gian quá lâu, được chưa? khi con chim mình có một biểu hiện mà yếu lực, xuống lửa, anh em nên cho nghỉ, đừng ép nó quá, đó là cái cách dợt cho những con chim mà nó 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 ngày càng phát triển, được chưa? Giợt giã cho con chim nó ma một trạng thái ức lửa Đó là mình cách Giợt cho một con chim Nó đang trong thời gian gột rũa để mà mình đào tạo nó để đi thi Đấy nha. Đó là những con mộc là nó đang còn tập giàn này Bối lỡ này Hay là những con chim mình đang còn chúa Thì một tuần các bác giật một lần thôi Nhưng đừng có giật lâu Đấy Thông thường thì các bác giợt cỡ là tầm một tiếng tới một tiếng rưỡi Đấy, hoặc là cứng một tuần nữa một tí là được Đấy Còn khi nào mà các bác thấy cái thời gian đánh nó đều Thấy chưa Tầm một tiếng rưỡi Mà các bác vẫn thấy nó đánh ổn định Trên giàn cà phê Thì lúc đấy các bác mới tăng thời gian lên Tăng thời gian lên tầm 2 tiếng Thì lúc đấy các bác thì được Nha. Khi các bác mà tăng thời gian tầm 2 tiếng Mà con chim đánh được Đều Và không xỉa lông nữa Hay là không có cái tình trạng gọi là cái nhịp nghỉ của nó cao quá lâu hay là cái thể trạng nó xuống dần đấy chưa thì lúc đấy các bác chắc chắn đi thi là có giải chắc chắn luôn mà phần thắng nó tới 90% phần được chưa phần thắng chín phần trăm chứ còn các bác giật con chim mà các bác không theo dõi nó đánh không đánh giá được cái thời gian nó chơi ra sao đặc biệt là không theo dõi nó trên dàn thi đấu như thế nào được chưa yếu hay mạnh nhịp nghỉ nó lâu hay là nó nhanh hay như thế nào thì em đảm bảo các bác, các bác chơi nó còn quá mù mờ Được chưa Và các bác đi thi nó vẫn đang còn cái độ hên xui quá cao Chưa có cái độ niềm tin về con chim mình quá nhiều Chưa có độ niềm tin nhiều Nha. Đấy, Cho nên là em sẽ chia sẻ sơ qua Về con chim cà phê như vậy Đấy, Cho nên các bác phải nắm rõ và để làm sao Để con chim mình ngay càng nó phát triển, thế trạng càng càng tốt Được chưa Đấy Thứ hai nữa là cái tình trạng của con chim thi các bạn nhá đấy vậy thì để mà nói về giữa con chim thi và một con chim cà phê thì về chế độ thì tương đương nhau anh em nhá chế độ thì gần như là tương đương nhau nhưng nó chỉ khác nhau về cái gì khác nhau về cái thời gian giữa thời gian đấy khác nhau về thời gian và khác nhau về không gian các bạn có hai cái khác thời gian và không gian đấy cho nên là có nhiều ông bảo nó là nó nói, 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 nói phét Em cũng thẳng luôn Nói phét Chim thi một tuần ba cờ Thấy chưa Tuần ba cờ chỉ có chỉ có đánh vài ba chục lồng Thì may ra là ok Thấy chưa Thứ hai nữa ấy, Là nó nằm trong cái thời điểm Con chim đang độ chín mùi về lửa Các bác ạ à, Thì may ra Em nói là may ra nhá Đấy, May ra như thế Chứ còn để mà nói con chim một tuần ăn ba cờ thì nói phét Em nói nhanh luôn Được chưa Một tuần ăn hai cái này đã quá may mắn rồi Đó là giải tuần đấy. Được chưa Thế nhưng mà nó phải nằm ở cái tình trạng Gọi là con chim nó đang nằm nằm trong cái thời điểm sung mãn Và độ chín mùi về lửa Thì được Thế nhưng mà những cái thời gian như vậy ấy Các bác cũng không nên được kéo dài quá nhiều Nha không nên kéo dài quá nhiều Đấy Các bác nếu kéo dài thời gian cho con chim đánh quá nhiều Em đảm bảo cho các bác sang mùa đông sau con chim sẽ sẽ phập phù ngay Nó bị bể cốt Bể lực Đấy. Bởi vì sao Các bác cứ ngẫm từ những cái 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 những con chim Những cái thể lực vận động viên đi Đấy. cái nhiệt độ mà cái cường độ hoạt vận động quá nhiều quá cao thì nó sẽ bị rã cốt. Thấy chưa? thì vận động viên con chim nó cũng y như vậy được chưa đấy. cho nên là để mà thời gian hợp lý nhất cho một con chim đấy chưa cái thời gian hợp lý nhất cho một con chim đi thi đó là hai tuần nhá hai tuần đi thi một lần là hợp lý nhất và con chim nó luôn luôn nằm trong cái trạng thái ổn định nó có đủ thời gian để nó hồi phục thứ nhất là về cơ cốt thứ hai là hồi phục về lửa đấy còn các bác có thể di rời ba tuần 4 tuần một tháng đi thi một lần cũng chẳng sao cả, đấy nhiều anh em này cứ bảo ui rồi không đi thi để mãi nó căng lửa quá, đừng bao giờ nghĩ điều đó, bác ạ, à, đừng bao giờ nghĩ điều đó, anh em cứ xem đi, đấy. anh em cứ xem em nói để chia sẻ này, những con chim đỉnh cao của đất nước Việt Nam này em chỉ thẳng luôn, nhá. Ví dụ như là thời gian vừa qua anh em thấy rất nhiều những con chim sao số. Nhá, những con những con chim sao số. Các bác ví dụ như là thấy quỷ dữ này, ngỡ ngàng này. Đấy. Hay là ở ngoài Bắc ví dụ như là có một quân vương của Dũng cháy này. Đấy, em kể là một những con chim sao số hay là bánh mì của em em em, em lâm này lâm bổ sâu ấy thấy chưa rồi hay là con 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 Kia Morning của em Hưng Hà Đông này. Đấy. Rồi là ở Đà Nẵng đây, ví dụ như có thần sấm của anh Toàn Trần Thanh này. Đấy. Miền Nam thì ví dụ như là có chiến thần của 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 anh Văn Toại này, hay là ví dụ như là Hòa Giải này. Đấy. Rồi anh Tuấn Trò Mà có con chim k tư này. Đấy. Thấy chưa? Thì anh em hỏi xem là được mấy khi ra giảng. Đúng không? Được mấy khi ra giảng người ta chỉ dành cho những con chim đáy đánh những đấu trường đỉnh cao, thời gian đấu dài, đúng không ạ? Cho nên cái vấn đề mà một tuần, hai tuần hay là ba tuần hay là bốn tuần không quan trọng, không quan trọng. Và những con chim mà đánh đấu trường đỉnh cao đấy thì thời gian nghỉ càng nhiều càng tốt. Các bác ạ, à, nhá, cái thời gian nó nghỉ càng nhiều càng tốt, được chưa? Các bác không tin em ấy, các bác cứ hỏi những người đấy đi, em đúng không? người ta không quan trọng là phải xả lửa, các bác ạ, à, không quan trọng là phải xả lửa, Và cái cốt yếu rằng người ta biết cách điều lửa cho con chim trong một những cái thời gian nó nghỉ ngủ nhà, đấy, thấy chưa? biết cách điều lửa, về chế độ, đấy, về cái không gian, cái không gian là gì? tức là những con chim đánh đấu trường đỉnh cao đấy thì thông thường là người ta sẽ nuôi riêng. Đấy, mà trong một phòng tối đa tầm hai con chim thôi Tới ba con chim là hết Đấy Nhưng mà những nhà người ta có không gian ấy, Thì mỗi con một phòng Đó là những con chim đánh đấu trường đỉnh cao Đấy, nó như vậy Và kết hợp khi con chim nó căng lửa Thì người ta có thể điều bằng trái cây mát này Cho ở lồng dưỡng này Đấy Chứ anh em đừng có nghĩ là ở con chim người ta không đi thi để cả tháng ở nhà như vậy Thì nó nó căng lửa rồi nó hư chim rồi nó tật lỗi này kia không bao giờ có chẳng qua là 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 những cái câu nói buột mồm ra cho vui mồm vui cái vui nhà thôi chứ không có đâu bác ạ không có đâu nhá đấy cho nên là cái con chim cái không gian và thời gian đi đi đánh đấu chiều đỉnh cao nó rất là quan trọng và thời gian nghỉ càng nhiều con chim càng tốt nhá đặc biệt này, các bác muốn giữ được độ lửa của con chim muốn giữ được độ lửa của con chim thứ hai nữa ấy, là muốn cho con chim có sức khỏe tốt và lâu bền cái giấc ngủ nó rất là quan trọng các bạn nhá giấc ngủ nó rất là quan trọng chứ không phải đơn giản đâu em đố các bác mà hỏi cái một trăm phần trăm anh em đi thi đấu đánh đấu trường đỉnh cao mà con chim nào ngủ quá tám giờ tối không được chưa không có ai trong chim thi đánh đấu trường đỉnh cao mà mà để cho quá tám giờ tối mà người ta chưa cho đi ngủ nhá được chưa không ai để thế đâu em thật lòng không ai để người ta sẽ cho chim bao giờ nó cũng đi ngủ nghỉ sớm nơi một nơi yên tĩnh đấy cho nên con chim mà nơi tĩnh càng nhiều thời gian ngủ càng ok chuẩn gì con chim luôn luôn nằm trong trạng thái sung mãn và không kể cả con chim mà kể cả con người đúng không ạ không kể cả con chim và cả con người cho nên anh em đừng có bảo là ừ ở nhà lâu như vậy ấy anh em thấy bây giờ trên đất nước việt nam này những con chim đỉnh cao đấy đúng không được mấy khi xuất hiện ra trừ khi những đánh cái đối trường đỉnh cao đấy ví dụ như là trường này à, tổ chức vé 5 triệu trường kia tổ chức vé 5 triệu tối đa nhất là phải hai tuần người ta mới cho ra giảm còn trừ khi trừ khi đánh tuần 1 đó là vì cái mối quan hệ vì cái tình anh em người ta ủng hộ Đấy, người ta ủng hộ anh chưa, người ta ủng hộ Thì người ta đi, nhưng nó chỉ là một trận Xong rồi người ta về người ta cho nghỉ thời gian dài lại Được chưa ạ để gọi là con chim nó phục thời gian phục hồi nạp lửa Đấy. Và anh em hiểu rằng cái lửa là gì lửa là cái năng lượng tích tụ chăm sóc của anh em trong một ngày để ăn uống vào hấp thụ lại để nó tồn tích lại lửa các bác ạ đấy cho nên em chia sẻ rất thật lòng với anh em những cái cách mà anh em hiểu rằng cái độ lửa của con chim nó phụ thuộc vào thời gian rất là nhiều đấy cho nên các ra đấy rất là nhiều còn những anh em mà đi thi nhá đi thi tuần 1 em là các bác chẳng qua giải tuần cho nó vui thôi đánh tầm tiếng hơn tiếng hay là hai tiếng vào giải là nó vui thôi chứ còn con chim đánh đấu trường mà đấu trường đỉnh cao xe máy à, đánh tuần một à, xin lỗi cuộc đời đừng bao giờ mơ mộng tới các bạn nhá đừng bao giờ mơ mộng tới đấy cho nên là nhiều anh em cứ bảo là ừ sao mà để ở nhà lâu nó căng lửa quá nó thế này thế kia đừng bao giờ nghĩ thế người ta, tất cả mọi con chim mà người ta nuôi trong nhà đấy đều phải có chế độ riêng đều phải có không gian và thời gian riêng bạn à. Cho nên là cái không gian và thời gian này Nó rất là quan trọng Và chính vì điều này em mới nói rằng Đam mê là phải có kinh tế Mà không có kinh tế thì đừng nói tới đam mê Thấy chưa Đấy. Phải nói tới đam mê Phải có kinh tế Tại vì các bác có cầm những con chim đỉnh cao như vậy Bây giờ các bác em có thật các bác chứ các bác có cầm những con chim kể cả 5-700 triệu Những con chim đỉnh cao của Việt Nam này Chắc gì các bác đã nuôi được bởi vì các bác chưa hiểu được những cái vấn đề mà điều lửa của con chim này không gian nuôi nó và thời gian chăm sóc nó ra sao em thật luôn đấy trừ khi các bác cầm những con chim máy những con chim mà điện tử đúng không ạ thay pin vào căng lại là chơi tốt được chưa đấy, cho nên là một số các idol là hay hay chia sẻ đấy người ta không bao giờ nói thẳng ra đâu người ta hay giấu hay giấu cái gì giấu những cái bí quyết những cái điểm chết của con chim ấy à, em thật luôn đấy nhiều người cứ bảo ừ con đấy phát ra dàn là quánh cứ phát ra dàn là quánh để lên dàn là ăn xe để lên dàn là ăn giải đúng không ạ thế nhưng mà cái, cái cái sau đấy là như thế nào người ta không nói đúng không ạ rồi nhiều ông quảng cáo này bảo là, ừ chim con ăn cám này này em có thể các bác cái video quay rất đơn giản được chưa rất đơn giản bây giờ em được bác bây giờ em quay clip và em bỏ hũ cá này và em quay xong cái em lấy ra chuyện bình thường được chưa em nói bình thường luôn chả em bây giờ em thích quảng cáo cá mà em thích quảng cáo cá lúc này à em bỏ vào trong chương thi của em được chưa em bỏ em quay clip xong mấy cỡ một phút là nó làm gì nó ăn Chả có con chim nào bỏ bỏ cá mà ăn liền trừ khi các bác để đói. Đúng không ạ? Mẫu quay clip xong nên lấy ra liền bình thường chả liên quan gì cả. Đúng không ạ? Cho nên cái vấn đề mà ông cha đã dạy rằng nhà văn nói láo mà nhà báo nói điêu là bình như thế. Đúng không ạ? Ít có ai mà nói thật lòng lắm. Rất ít. Đấy. Cho nên là những khi mà em chia sẻ cái vấn đề ra thì một số các cái idol mà quảng cáo cám ấy, là người ta sẽ chạy lòng em nói thật luôn đấy người ta sẽ chạy lòng mà đôi khi cái vấn đề này đưa ra mổ xẻ thì nó sẽ có hai vấn đề tranh cãi hai vấn đề tranh cãi đấy được chưa rất nhiều người tranh cãi đấy. em đồng ý với quan điểm là có những con chim à, đấy là ăn cám thật người ta nói thật thấy chưa thế nhưng mà người ta đâu nó có nói về cái 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 vấn đề đằng sau đâu Đấy chưa? Cho nên là anh em chăm một con chim á, cái cách hiểu con chim để mà điều lửa nó rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Anh em căng nuôi con chim mà nó căng quá, nó sụp quá cũng không được. Đúng không ạ? Mà nó yếu quá cũng không xong. Đúng không ạ? Cho nên là người ta khi nuôi con chim ấy là người ta theo dõi con chim khi nào? Đó là người ta thông thường người ta theo dõi con chim qua vào buổi trưa. Đấy chưa? Buổi trưa và buổi sáng đó là gì? Trước khi mở áo lồng ra. Người ta theo dõi bộ phân con chim lại qua một ngày nó ăn thì nó sao? Được chưa? Thứ hai là buổi trưa khi tắm chim lên, móc chim lên như thế nào? Bác Đức được Lê Ngọc đấy. Cho nên nhiều ông cứ bảo là ừ, anh cứ chăm như vậy đi về nó chơi làm gì có. Đúng không ạ? Nhiều người bảo là ừ em mua chim của anh đấy em vậy em chăm đúng như là anh nói như thế mà chim không chơi. Đúng không ạ? Không ai dạy đâu Em thật Không ai dạy Hôm nay 700 anh em xem là số lượng view cực kỳ lớn đấy Đúng không ạ? Cực kỳ lớn Chắc em chiếm sẻ ở đây Anh em cứ ngẫm anh em nói rồi đúng hay sai Cứ ngẫm xem đúng không? Còn có vấn đề với clip đăng quảng cáo mà Đầy Các bác thích làm em làm cho xem luôn Đúng không ạ? Chim uống thuốc ho này khỏi gì à? Đúng không ạ? Rồi uống cái này uống cái kia Đem đi thi cầm mà cho uống à? Lửa đâu? em thật chứ các bác chứ cho uống cái lửa vào mà ăn chim có cờ à khỏi cần ăn cám được chưa em mua cả tấn về cho uống luôn đúng không à? ạ đừng có lạm dụng một vấn đề gì cả mà bây giờ là trong chim công nghệ thấy chưa trong chim công nghệ nó không như còn như thời xưa nữa nhưng công nghệ cả gì thì công nghệ nó phải có đúng thời gian đúng không gian và công ty nó phải hấp thụ được nó phải đúng cái lửa của nó cơ thì nó mới quánh đúng không à? ạ À, nhiều ông tôi đi thi tôi trước khi thi cho uống cái vitamin này vào rồi uống cái kích lửa này vào cho quánh nhà làm gì có chẳng có cái thứ gì mà kích con chim đánh được ba bốn tiếng đồng hồ cả em có thật luôn đấy phát tài quá chuẩn nếu cám làm chim hay thì chắc sắp chuyển qua thi cám không chim thi nữa dạ vâng cho nên là cái con chim này là làm chuẩn đồng ý cám nó cũng quan trọng đấy nhưng mà nó chiếm phần nhỏ thôi nó chỉ cần cho con chim bộ cốt ổn định ăn vào tiêu hóa tốt là ok được chưa? sẽ còn em thật với anh nhưng bây giờ là những cái thời điểm mà 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 đang ở cái độ lửa thế này đúng không ạ? nhiều ai đổi thì ở cho uống tăng lực này vào cho uống vitamin này vào để căng lửa không có đâu tất cả mọi cách chăm sóc đều phải là ở nhà đừng bao giờ thể hiện ngoài đám đám đông nhé đừng bao giờ thể hiện ngoài trường các bác ạ Đấy chưa? Mà em nói thẳng ra là một số anh em miền Bắc nhá, em đi chấm thi này. Được chưa? Khi hạ chim xuống vào top 10, thả thả sâu cho chim ăn. Được chưa? Rất nhiều nhưng rớt vẫn rớt, rụng vẫn rụng. Em thật luôn đấy. Em đồng ý với quan điểm là nó vẫn có tác dụng nhưng mà không một trăm phần trăm được đúng không ạ nó vẫn cỡ cái dụng hên xui được chưa? Mà hên xu ở đâu? Giải ở đâu? Xe ở đâu? Đúng không à? ạ? Nó đều phải có cái độ trình độ của con chim Nó phải có đẳng cấp của con chim Mà thể hiện qua chỗ nào? Đó là cái chế độ chăm ngủ nghỉ của từng chủ nhân Chăm sóc con chim Các bác ạ à? Nó phải tương phụ thuộc vào cái chế độ Điều lửa Chăm sóc ngủ nghỉ Thời gian không gian và cách bố trí cầu cống nó cũng thuộc rất là nhiều đấy chứ đừng có nói là con chim cho uống này cái này vào cái kia vào là ăn giải ăn cái gì đúng không ạ ăn cái đinh thì có đúng không ạ em thật luôn đấy đúng không ạ rất quan trọng chưa có chuyện đơn giản đâu nhiều anh em là cứ bác nói đúng lại còn nói to <laughs> nhiều anh em là cứ hay mơ hồ đấy. nghe những lời quảng cáo Đấy. thuốc này thuốc kia anh chưa đồng ý với các bác là thực phẩm chế độ cám bã thì nó cũng quan trọng nhưng mà nó nó không có có quan trọng hóa quá nó quan trọng quá, anh chưa em nói đơn giản đấy các bác ra chợ thôi đúng không ạ các bác chỉ có 100 trăm nghìn trong túi thôi mà các bác biết nấu ăn nó vẫn là một bữa ăn ngon đúng không ạ mà các bác có cầm 500 nghìn trong túi Các bác đi mua đồ sơn hào hải vị Mà về các bác nấu dở thì các bác cũng không ăn được Thì con chim nó y như vậy yeah. Con chim y như vậy luôn Con chim hay Mà các bác không biết cách chăm này Không gian thời gian chế độ Rồi điều lửa không các bác có nghĩ, không, không biết, biết nuôi à Xin lỗi cuộc đời Toàn đóng họ hết Đúng không ạ bây giờ Các bác có ăn giả thì nó quá may mắn mà nó may mắn ở đâu? Nó ai may mắn là may là có con chim đấy nó có đẳng cấp. Đúng rồi bác Ngạnh Nguyễn. Muốn cho bộ có con chim lâu bền, thời gian chơi càng lâu thì đó là cái chế độ chăm sóc, điều lửa và ngủ nghỉ rất quan trọng. Rất quan trọng đấy. Chứ không chuyện đơn giản đâu. Chứ còn anh em thì có nghĩ là bảo là ừ con chim hay là cứ ra là ăn giải ăn cái gì? Không chăm mà đấy ở đấy mà ăn, đúng không ạ? Cho nên là con chim hay nhưng mà các bác phải biết cách chăm. Đấy. Đồng ý là khi mà những con chim hay nó có, có tố chất bộ cốt tốt thì cái chế độ chăm sóc các bác nó sẽ nhàn nhã hơn. Sẽ nhàn nhã hơn. Nó không phải phụ thuộc nhiều. Đấy, các bác chỉ biết cách là cái chế độ cho nó phù hợp, ngủ nghỉ hợp lý. Được chưa? Điều lửa ổn định là ăn giải. Đấy. Cho nên các bác phải hiểu là cái 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 thời gian và không gian nó rất là quan trọng đối với một con chiến binh rất là quan trọng chứ không phải là chuyện đơn giản đâu đấy, chứ còn nhiều anh em quảng cáo là cứ ăn cái sản phẩm này ăn cái sản phẩm kia em đồng ý đấy, là các bác à, có những sản phẩm này nó có tác dụng nhưng mà một phần nhỏ thôi đúng không ạ lửa ổn định là như thế nào bác bác sẽ định những con chim lửa ổn định à, tất cả những con chim lửa ổn định là phụ thuộc vào hai yếu tố thấy chưa thứ nhất là bản năng của con chim đấy. thứ hai là các em chăm chăm đều tay thế thôi được chưa đó là những con chim lửa ổn định đấy tại vì sao cái ổn định ở đây là gì đó là con chim à các bác sẽ có những con chim là đánh trời nắng cũng được trời mưa cũng được đúng không ạ à, rồi là à, đánh trong nhà cũng được ngoài ngoài trời cũng được đấy là những con chim có độ ổn định cao lửa tốt đúng không ạ à, cộng với đó là bản năng nó dễ và chế độ chăm sóc ổn định của chủ nhân thì gõ đó là những con chim gọi là lửa ổn định được chưa nên là hôm nay em sẽ chia sẻ sơ quay vậy cho nên là cái con chim thi các bác cứ tốt nhất là từ hai tuần đổ lên à các bác cho đi thi một lần là hợp lý nhất nhưng với điều kiện các bác phải chăm điều tay nhé và cảm nhận về độ lửa đúng ạ cảm nhận về độ lửa tức là thế này các bác chỉ cần biết con chim mình chân già nó đánh ở thời điểm nào và ra nước đâu như thế nào là các bác biết con chim tình trạng ra sao ngay đúng ạ biết tình con chim tình trạng ra sao ngay cho nên là cái vấn đề lý do làm sao mà một số anh em cầm con chim đi thi nhá một số con chim anh em cầm cái mà thi mà chính chủ nhân không hiểu mà cái thằng hàng xóm nó hiểu đúng không ạ cái thằng bạn mình nó đi với mình nó hiểu con chim mình đúng không ạ ở đây là 700 anh em trong đó nói đúng hay sai có rất nhiều chủ nhân cầm chim thi nhưng không hiểu chim mình nhưng cái thằng bạn mình đi nó hiểu con chim mày hôm nay thấy là đánh không ok này, này đúng không hôm nay thấy thấy có thể chạm con chim mày không tốt này nguy cơ rất sớm cao đúng không ạ cái ông chủ nhân mà ui trời chả biết sao hôm nay đấu yếu thế không biết nào. vẫn chăm như vậy đúng không nói câu đó thì thua rồi thua liền đúng không ạ thua ngay đấy cho nên là lại quay lại cái quả đất gọi là giá như thế này giá như thế kia giá với đỗ gì ra chợ hết đúng không ra chợ hết được chưa anh nói quá ok dạ ok bác nhá cho nên nhiều nhiều người cứ bảo là ủi ông lập ông đi thi kiểu gì mà năm con ăn năm giải em thật luôn đấy nhiều người bảo ừ anh này anh mua giải sao năm đi năm con năm con cái cờ không trăm ở đấy mà ăn đúng không ạ ăn đinh được chưa mình phải biết nó chăm nó và hiểu nó là sao tình trạng nó như thế nào đúng không ạ phi nguyễn văn hay quá thầy ok bác phi nguyễn văn nhá chứ còn không hiểu không chăm mà ở đấy mà ăn năm cái cờ đúng không? ạ nó phải dễ đâu? thời buổi giờ chăm chim rất khó anh em mà ăn ai nuôi, nuôi chim ok cả cám tốt nha tắm giáp hàng ngày nha rồi vitamin này vitamin kia rồi là cám hai ba trăm nghìn một một gói đúng không ạ? nó cả vấn đề cả vấn đề đấy. và em gì thấp được xuống like các bác nhá chào 800 anh em nhá chúc anh em buổi tối vui vẻ và thành công và cố gắng hỗ trợ cho tất cả các chiến binh à, về cái lương thực thực phẩm cái không gian là thời, thời gian cái thời gian là gì cái thời gian đó là ngủ nghỉ không gian là gì không gian là cái cách chăm sóc và những cái nguyên liệu à, mình cho chim ăn đấy chưa đấy, mà mình cứ chăm đều tay không phải nói là ngày nào nhiều bằng ngày ít cả cứ chăm đều tay sản phẩm tốt thì dùng nhưng mình không nên lạm dụng nhá sản phẩm tốt thì dùng nhưng không lạm dụng được chưa đấy chào tất cả anh em nha